Nó bé mà một mình chú dòng ra dắt nó đi đơn giản. Nó to cơ, 100 cân trở lên thì nó hơi khó, nhưng mà con này bé thì đơn giản. Ông ấy thì em không biết cách nên... Thôi anh vật thì thôi, 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 thôi. Nào chú thích cầm đầu bên nào? Tay trái tay phải. Cun cun thôi nhưng mà đùi rất lở nhé. Chào quý vị và các bạn nhé, ok. Chào tất cả các bạn. Hôm nay là khai xuân năm mới này. Cầm nuôi, cầm nuôi. 1, 2, 3 rồi lên. Cùng tới nhanh cả. 1, 2, 3. Nhẹ nhàng, quá nhẹ nhàng đúng không? Vào tay chú vậy là im ngay đúng không? Xe máy là gì mấy bạn người giống anh cũng chả sợ, gà nuôi gà nuôi lợn không phải đơn giản đâu, không may nó dính một cái dịch cái là thôi coi như là cả đàn. Sống kiếp ta ba trăm mét nữa sẽ phải về hướng đường núi đôi, đường tỉnh 131, các biển báo dành cho cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Làm anh làm anh công anh giả ai làm được cái đấy cút túi sướng này thì chơi lại bảo anh phải về hướng 131, các biển báo dành cho cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, sau đó sẽ phải vào đường núi. Sẽ phải vào đường núi đường tỉnh 131. Đi tiếp đường tỉnh 131 2 km nữa. Đi tiếp đường tỉnh 2699 km nữa. Đã đường sắt cổ trai không ăn, đứng để làm cái đéo gì. Chú này không hiểu rồi, không ai đứng để chờ người dân đi qua mừng tuổi. Chú phải to ra chú chia cho phong bao lì xì. Hà Nội nhá, Hà Nội nhá, Hà Nội biển 20 nhá. Thank you.
chứng tỏ chùa này là nổi tiếng đấy. Chục chín Bắc Ninh đi vào đây nhiều phê. Có khi mua mảnh đất trên này, mua quả đồ trên này phải hay nhỉ? Ồ ạ. Cố gắng. Hay đấy đúng không? Quá tuyệt đẹp. Mua một quả đồ này không biết là bao tiền, tí hỏi quanh ra là bao tiền. Thế thôi. Thế thoải mái. Trong bắt đầu là đào cái hồ nước, làm cái quả nhà phía trên đúng không? Mặt trước để hướng ra hồ, mặt sau thì tựa lưng vào núi nhỉ. Tuyệt đẹp. Xong chuyển hai em chân dài nữa nhỉ. Thả lên đấy đúng không chú? Đây là mấy nghìn của anh là du lịch. Đấy, Hà Nội đấy, chỗ nào có chùa nổi tiếng là đi hết. Về thôi rồi. Về. Nào. Chào quý vị và các bạn nhé, ok. Chào tất cả các bạn. Hôm nay là khai xuân năm mới này. Nó bé mà một mình chú dòng ra dắt nó đi đơn giản. Nó to cơ, 100 cân trở lên thì nó hơi khó, nhưng mà con này bé thì đơn giản. Một trăm mười tám phẩy sáu. Sáu đúng rồi, ok. Đây, chú đây đi. Bé tí mà. Thế có phải có cái gì? Năm đến bắn. Không ấy thì em không biết cách. Thôi anh vật đi. Thôi, chạy. Nào, chú thích cầm đầu bên nào? Tay trái, tay phải. Cun cun nhưng mà đùi rất lở nhé. Chắn kia không nó dai. Lùi ra đây. Cầm đuôi, cầm đuôi. 1, 2, 3 rồi lên. Cùng tới nhanh nào. 1, 2, 3. Một bao nhiêu rồi? Một trăm mười tám phẩy sáu. Rồi. Cân này á? Bà lên cân đi xem bà được bao nhiêu cân. Bà cứ đứng lên đi nào.
ý à, to hết. Chính xác thế thì các cân ở cân nào thế thì cái này đấy nó làm đấy không phải thế rồi nó bỏ không không phải bây giờ là phải cắt không nổi ông bắt lấy con dốc quá đừng chặt vào cái máy đây này cái máy nó quay đằng sau đi nhiều ấy cắt đây đây cái đâu cắt đây đây đúng rồi thế này lấy cái xẻng xúc vào này có ít nước vào đây chưa biết xẻng rồi xẻng trơn quá cái đâu cắt này này cứ bắt lên xong gì đem lùi xe ra đây xúc thôi lúc đang chưa có là điểm xúc được đấy mở ra cái đống cát đây đi đây đây cát mà không biết đây cát thì không biết thế đâu nên này này cái thúng sơn cũng được xôi bục vào cái là xong không có cát thì nó không trơn đổi nước lấy một cái xô nước nữa thì nó rẽ cát ngay nó không trơn vâng à, chú là bế ngon luôn. Con này bế chú bế lên xe được. Đùa mẹ nó đá phát bơ giấy. Mày nè, chú chả quan. Đá thật cái đùa đó. Ai nó đá vào vỡ giấy, nó đang vỡ vào khoeo này. Đùa. Ai nó đá vào đây của chú. Đá mẹ rồi, gần con một con này. Ôi dồi, đá rồi. Nó vẫy, mày dây vào đi đi. Đấy, rồi. Hất lên thế ngon không đều là nó không đổi nước lên cái là nó nước lên trơn nước lại trơn cái nước lên cái là nó không trơn thì giống là cát này là nó có nước là nó không trơn đậm đậm thôi em thấy con này nó ăn cho một cưỡi luôn. Ừ. Nó người bắt rồi con gà nó nó cũng trơn. Hay lắm nhiều lắm. Nhìn vết vết này nhưng mà nặng ghê. Ê ơi. Hết sức để. Đấy, cho cái thứ này là bỏ cần. Xé trong nước mà xong. Bộ sống còn sao đẹp không? Mấy gọn đồn đồn cát này đây. Tôi lấy nữa hả? Bắt hết à? Ừ. Còn được mấy con thì con mấy con có nhìn anh nhìn để cầm vào đàn đúng mới chứ không? Cái gái. Tôi không để liên hoan à? Ôi thì. Liên hoan như này nuôi cả là đàn. Không có làm thịt thì không biết thế để mà con thịt đấy. Không, thịt chán rồi. Chán rồi. Từ hôm nọ nhập thịt rằng chục con liên hoan chán rồi. Mấy bữa rồi. Nhà người ta mua nhưng người ta vẫn thịt ở nhà mình ấy, mình ấy còn phải mất công đun nước mà. Chắc cái này còn gì phải đun nước. Họ chả bắt mình đun nước để cho họ làm chân mới làm cổ à. Cái này quay dài các con ạ, cho cái chết. Nướng qua cái là cạo cái là nó ra ngay. Thế đấy, thế họ bắt tao đun nước. Dổ lông lông, dổ lông. Kềm dổ lúc chết chứ làm gì phải đun nước. Cái kềm ấy, dổ ấy, lông sống gì, thì mới làm giỏi ấy. Bây giờ đứng ở đây. Thì mới độ sát ra. Kéo nó trồi ra nó đuổi được nó đâu. Không cầm cây cái hướng ấy. Cầm cây thì nó không sợ nó lao người ra cơ mà. Không nó thiếu rau ấy chứ. Thiếu rau hả? Nó cũng mịn đây nhưng mà cách đây khoảng. Nó có rau thì nó mới nhanh lớn. Không có rau nó không lớn đâu. Thế chứ chị bảo hay là tại mình chân ngô mà nó không béo. Cho ăn cám nhiều nó không nhanh lớn bằng cho ăn rau đâu. Tức là cả rau cả cám, không có rau nó chậm lớn đó. Cho
kia. Anh vào anh. Rồi. Để cho anh Nam anh vào anh. Các mở cửa nhé, mở cửa nhé. Rồi, xuống đây đi. Các bạn ơi, hộ anh cánh cửa bên kia nhé. Chú cứ giữ em ấy, từ từ. Rồi. Làm việc thì cứ từ từ. Đây, 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 đây. Nhẹ nhàng quá, nhẹ nhàng đúng không? Vào tay chú Huệ lại im ngay đúng không? Cái móc này chúng ta lại thấy dễ móc hơn cái móc chưa cua. Là vừa chỉnh lại đấy. Nhưng dễ hơn nữa. Vừa chỉnh lại đấy chứ. Cái móc cũ của mình nó vừa nặng với cả nó. Bà
À, chuẩn bị đi, nó chạy ra đấy. Đây, còn con này không xong. Không để nó chạy thoát, không để nó chạy. Đùa mà chú à. Chú là chú chờ chú bắt con to chứ đúng không? Đi nào. Đi. Bắt luôn. Chú lên đi, lên đi. 135,4. Con này được rồi. Này chết, chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Khéo để nó móc vào cái dây kia là hỏng dây đấy. Chú tìm cổ nó xuống, tìm cổ nó xuống. Rồi, thế nó đứng đi. Thả lại. Ôi. Rồi. 132,4. Chúng ta đẩy đi, đẩy đi.
nhá, cái rửa được đó. Rồi cầm đôi đi. Có khi con đấy là to nhất, là đà này lại con đấy to. Con đấy to nhất trong 6 con. Con lại to nhất, đà này lại sót. Con này thì dòng nhẹ quá luôn. Có cây số. Có biết là gần cây số thì anh làm đúng không? Dạ. Ờ, đúng không? Thế nào tính thế nào là gần cây số rồi? À thế nào? Ở đâu đúng rồi? Không được, 6 70 mét bây giờ chưa đầy 100 mét. Còn chưa được 100 mét. Chưa đầy chưa 100 mét. Là ta đã được cây số rồi. Cây số phải nghìn. Nghìn. Bây giờ phải mở ra mới cho lên được. Anh cứ đẩy ra đi. Cho hỏi. À, hai em lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái đằng trước kia nó có khi được ra không?